Xin chào quý vị và các bạn, clip này thì mình xin được nói trước với những bạn nào biết GCV là gì thì có thể bỏ qua. Còn mình sẽ dành những cái sự giải thích cho những ai mà chưa biết đến cái thuật ngữ GCV là gì. Thực ra thì các bạn biết là kiến thức nó rất là vô biên, không phải chúng ta biết hết tất cả được mọi thứ ở trong xã hội này. Do đó thì có người biết, có người không biết. Thì hôm nay nhân dịp là có một bạn hỏi ở trên cái diễn đàn Đáo Pi GCV là gì thì mình sẽ xin được giải thích để nếu ai chưa biết thì có thể thấy được cái thuật ngữ này nó xuất hiện khá là phổ biến ở trong các cái hội nhóm đào Pi. Và như các bạn cũng thấy rằng là các cái buổi offline Pi Network sắp diễn ra tại Từ Sơn Bắc Ninh hoặc là tại trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân tại Hà Nội thì các hội nhóm, những cái người tổ chức của các cái sự kiện này đều đang muốn xây dựng cái sự kiện để có được cái sự đồng thuận là GCV 314.000 đô la Mỹ tại những cái buổi offline này. Thì GCV là tự cụm từ viết tắt của từ tiếng Anh là Global Consensus Value, có nghĩa là giá trị đồng thuận toàn cầu các bạn nhé. Thì các bạn có thể hình dung là mọi người đang rất là mong chờ giá trị của Bitcoin ở mức cao, giá trị cao. Thì có rất nhiều cái con số được đưa ra với giá trị của đồng Bitcoin từ thấp cho đến cao. Ví dụ như là 3,14 đô này, rồi nâng lên là 314 đô này, rồi thậm chí 6.007. Và đỉnh điểm là có những hội nhóm đang kêu gọi GCV toàn cầu là 314.000 đô la Mỹ cho một Bitcoin. Thì đây là con số mà trong các cái buổi offline sắp tới tại Từ Sơn Bắc Ninh và tại trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân Hà Nội, các admin đang muốn kêu gọi mọi người đồng thuận với cái giá trị như vậy. Thì nếu ai cảm thấy cái giá trị của Bitcoin nó tương xứng với lại cái con số 314.000 đô la Mỹ một Bitcoin thì mọi người có thể đăng ký tham dự, hoặc cũng có thể là mang hàng hóa, dịch vụ của chính bản thân các bạn ra, đang sở hữu ra, để đồng thuận đổi lấy Bitcoin tại cái buổi offline này. Thì đấy là một cách để mọi người có thể nâng được cái tầm nhìn của mọi người, của cộng đồng với đồng Bitcoin. Thì cái con số GCV đang được mong chờ là 314.000 đô la Mỹ, nó có thực tế hay không, nó có trở thành được sự thật hay không thì vẫn đang là một cái vấn đề gây tranh cãi rất nhiều ở trên các cái diễn đàn đào Pi Network. Có nhóm thì ủng hộ, có nhóm thì bảo đây thật sự là một cái điều không thể xảy ra. Mỗi bên thì đều có một cái quan điểm lập luận cho cái ý kiến của mình về cái con số GCV như vậy. Cả hai đều có lý. Với bản thân mình thì mình cũng rất là mong muốn một cái con số GCV nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Nhưng mà tuy nhiên thì với một cái nhìn thực tế thì mình nghĩ không thể ngày 1, ngày 2 nó có thể đạt được cái con số GCV 314.000 đô la Mỹ như vậy. Bởi vì sao, các bạn cứ nhìn vào giá trị của cái đồng Bitcoin là cái đồng coin top số 1 hiện nay trên thế giới. Lúc đỉnh điểm nhất thì mới chỉ tiếp cận được cái con số là 70.000 đô la Mỹ, mà cái con số GCV 314.000 đô la Mỹ nó đã gấp phải đến gần 5 lần 7.428 đấy. Thì các bạn thì nghĩ xem là liệu cái khả năng mà Pi Network, Pi Coin có thể đạt được cái con số GCV như vậy nó có thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2 được hay không? Theo mình là rất là khó. Nhưng tuy nhiên thì cũng không thể nói trước được điều gì với cái thị trường tiền điện tử nó hết sức điên rồ như vậy. Và với những gì mà Pi Coin đang xây dựng và đang hướng tới thì cái con số 314.000 đô la Mỹ có khi bây giờ thì nó có thể là nó chưa thực tế, nhưng mà trong tương lai sắp tới thì nó lại có thể trở lên thực tế. Cái điều này chúng ta cùng chờ đợi sự chèo lái của Pico Team cũng như là sự hưởng ứng đón nhận của cộng đồng đào Pi Network trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam các bạn nhé. Ok, clip này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Mình sẽ có một clip khác chia sẻ với quý vị các bạn cái lý do tại sao mà cái nhóm mà ủng hộ cái việc đồng thuận một Bitcoin bằng 314.000 đô la Mỹ GCV trên toàn cầu như vậy nó có tính khả thi, mình sẽ gửi đến quý vị các bạn trong một clip khác. Xin mời các bạn cùng đón nhận, đón xem nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.